chào các bạn. Sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái lợi thế số 4 của người đã làm kinh doanh. Thì trước đây mình đã chia sẻ lợi thế số 1, lợi thế số 2, lợi thế số 3 và lợi thế số 4. Đó, và hôm nay là cái lợi thế rất là đặc biệt này. Thì trước khi chia sẻ về lợi thế này thì đúng là cả một tuần qua mình bận ra đi một vòng các nước, ba nước, Malaysia, Singapore, Indonesia, để đi tham gia một cái chương trình hội nghị kết nối và gặp rất là nhiều doanh nhân, rất là nhiều doanh nhân lớn của Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc, qua bên nước ngoài để chúng ta cùng hội nghị kết nối với các nước Đông Nam Á. Và hôm nay thì mình cũng có dịp quay lại, thì vừa rồi đi thì mình cũng khoe các bạn một chút xíu, cũng nhận được cái giải, các bạn thôi, giải doanh nhân khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và những năm qua mình cũng do những cái đặc thù của việc hoạt động của mình về cái lĩnh vực kinh doanh và giúp đỡ cho mọi người, nên là mình cũng nhận được cái giải về nhà hoạt động xã hội, đóng góp cho xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là khoe các bạn chút xíu thôi, và cái này là cái cúp, hai cái cúp các bạn ạ, hai cái cúp cho chương trình, nhận được hai cúp cho chương trình. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì cái người làm chủ chúng ta sẽ có được những cái lợi thế nó nhờ vậy. Và dĩ nhiên bài học rất là nhiều. Thông qua các chương trình này mình sẽ lồng các bài học vào. Trong vừa rồi cái chuyến đi hành trình vừa rồi mình sẽ học được những bài học gì. Và bây giờ chúng ta tập trung vào cái lợi thế số 4. Vậy thì cái lợi thế số 4 mà mình muốn gửi đến các bạn đó là lợi thế là chúng ta làm chủ về thời gian của mình. Chúng ta làm chủ về thời gian. Cái thời gian là mình luôn nói với bạn là cái thời gian là cái tài sản quý nhất của con người. Chúng ta có ba cái tài sản quý. Tài sản thứ nhất là tài sản về trí tuệ. Khi sinh ra đời thì ông trời đã cho chúng ta một cái bộ não. Cái bộ não của bạn nó có tí tì. Nó cứ ký mấy 2 kg. Chút xíu nó nằm rồi. Tí tì. Tuy nhiên nó có rất là nhiều thứ mà nó có trong cuộc đời này là nhờ cái bộ não này. Chúng ta có được nhà cửa, chúng ta có được xe hơi, chúng ta có được những thành công, chúng ta hiểu biết cũng nhờ cái bộ não này. Tuy nhiên người ta luôn nói là chúng ta mới khai thác chút xíu cái bộ não này. Nếu chúng ta khai thác chỉ cần tăng thêm 1% nữa thôi, các bạn đã nhớ là các bạn chỉ cần tăng thêm 1% nữa thôi là các bạn đã thành công dữ lắm. Nên cái bộ não này, cái đó là cái tài sản thứ nhất. Cái tài sản thứ hai là tài sản về sức khỏe. Chúng ta có sức khỏe tốt mỗi ngày thì chúng ta sẽ có được cái lợi thế. Và cái tài khoản thứ ba nó liên quan tới chương trình này, đó là tài khoản về thời gian. Và trong ba tài khoản này thì mình nói là cái tài khoản về thời gian là tài khoản số 1, tài khoản quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có bằng đó thời gian để chúng ta sống. Các bạn thấy rằng là chúng ta đâu có thời gian nhiều đâu. Nếu bạn nào mà sống đến 70 tuổi, nếu mà bây giờ mà mình định vị mình sống 70 tuổi, bây giờ mình là 42 tuổi, thì bạn thấy mình còn bao nhiêu năm nữa? Còn cái 28 năm nữa để sống. Các bạn thì nhìn lại, các bạn thấy nó có một cái gì đó các bạn thấy nó cơ nào mà còn có 28 năm để sống nữa, nó không còn dài nữa. Nếu mà bây giờ mình định vị mình là 80 tuổi thì mình còn bao nhiêu năm nữa? 38 năm nữa để sống. Mà nếu mà mình định vị mình là sống 90 tuổi thì mình còn nhiêu 48 năm nữa để sống. Các bạn thấy chưa? Nghĩa là chúng ta còn cái quỹ thời gian không có già. Hoàn toàn không có già. Mà cái quỹ thời gian này là quỹ thời gian tốt nhất. Để mà chúng ta làm việc. Vậy thì cái người làm chủ á, chúng ta có được cái lợi thế này, chúng ta làm chủ được cái thời gian của mình. Vậy thì các bạn đã suy nghĩ tới vấn đề này chưa?
À, vậy thì mình lại đưa lại các bạn một cái vấn đề khác. Khi các bạn đi làm công, mình hay gọi là nhóm đinh, à, thì bạn dùng thời gian của mình cho việc gì? Các bạn thì không dùng thời gian của mình làm việc cho công ty, mà công ty là của ai? Công ty là của ông chủ. À, các bạn nên nhớ vậy. À, thì bạn có thể, các bạn là dành một ngày 8 tiếng, các bạn dành một ngày 10 tiếng, các bạn dành một ngày 12 tiếng, các bạn dành một ngày 14, 15, 16 tiếng cho công ty. Các bạn nhìn ra, các bạn nào mà lãnh lương cao là các bạn sẽ biết, các bạn làm chức vụ nhiều các bạn biết, hầu như là cái công ty nó sử dụng toàn bộ thời gian, nghĩa là ông chủ sử dụng toàn bộ thời gian của bạn, thậm chí bạn không có thời gian lo cho gia đình luôn, đi công tác, đi hội hè, đi liên tục, các bạn toàn bộ những thời gian để bạn mới ra được cái đồng tiền. Dĩ nhiên ông sử dụng thời gian của bạn thì ông phải trả tiền cho bạn. À, cái thứ hai, ví dụ như là bạn là làm cho công ty, là bạn đi gặp khách hàng đi, bạn dành thời gian đó bạn đầu tư cho khách hàng, bạn nói chuyện với khách hàng em sẽ, nhưng mà chuyện cuối cùng khách hàng đó là khách hàng của ai? Khách hàng của công ty chứ không phải là khách hàng của bạn. À, ông chủ mướn bạn vào sử dụng cái thời gian đó để đi tìm khách hàng của công ty. Nếu mà bạn là người tạo ra cái sản phẩm đó, thì cái sản phẩm đó là của ai? Sản phẩm đó là của công ty, ông chủ chỉ mướn bạn là người tạo ra sản phẩm đó đó thôi. Chừng cuối cùng cái sản phẩm đó gắn lên một cái tên nó của công ty, người ta chỉ biết tới công ty, người ta chả nhớ tới cái người mà tạo ra cái sản phẩm đó đâu. Bạn có hình dung chưa? Bây giờ bạn tin, bạn xem cái tivi trong nhà của bạn đi, nó có là, có thể là Samsung, nó có thể là Sony rồi đó, thì bạn chỉ nhớ chứ bạn không có biết rất là nhiều người tạo ra sản phẩm đó phía sau, bạn không có biết đâu. Mà cái tên Samsung là của ai? Của ông chủ, ông chủ người thành lập ra cái Samsung đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, vậy thì cái người dạy dạy thì bạn sử dụng toàn bộ cái thời gian đó bạn làm cho công ty. À, vậy thì cái người làm chủ thì sao ạ? À? Mà khi mà bạn đã làm chủ thì bạn cũng là ông chủ, và cái công ty đó của ai? Công ty đó của chính bạn. Vậy thì bạn sử dụng thời gian gian bạn sử dụng thời gian dạng của bạn cho cái công ty, nhưng mà công ty đó không công ty là công ty của bạn. Bạn thấy có khác biệt không? Rồi, bạn có thể là sử dụng thời gian cho sản phẩm, mà sản phẩm đó của ai? Sản phẩm đó của công ty, mà công ty đó của ai? Công ty đó cũng của bạn. Bạn hình dung chưa? À, rồi bạn bán cái sản phẩm đó có thương hiệu đó của ai? Của bạn. Bạn hình dung ạ, nó có sự khác biệt không ạ? Rất là khác biệt. À, nên là cái người làm chủ, họ làm chủ được cái thời gian, và dĩ nhiên, tất nhiên khi bạn đã làm chủ được thời gian của mình thì chả có ông chủ nào làm một mình hết. Đó là cái thứ ý tiếp theo mình muốn nói, đó là họ không có làm một mình, và bắt đầu họ dùng nhiều người để cùng làm việc với họ. Đó là nó mới sinh ra cái từ gì, có nhân viên, nghĩa là họ thuê mướn nhân viên, họ kết hợp với cái đối tác họ, đó là những cái từ mà họ dùng để họ gì ạ? Họ tối ưu được thời gian của người khác nữa, tức là họ đã tối ưu được thời gian của mình rồi, họ mới tối ưu được thời gian người khác. Và đó là lý do mà bạn phải đi làm cho công ty của ông chủ, nghĩa là ông sẽ thuê mướn bạn, tôi thuê mướn anh với khoảng thời gian bao nhiêu đó, một ngày 8 tiếng tôi sẽ trả tiền lương anh bao nhiêu đó. Các bạn nêu ra điều này, cái phần dư ra thì họ lãi đó, tức là họ thuê mướn người khác làm việc cho mình đó. Nên là thời gian rất là quý. À, bạn không tin bạn lên Google bạn search cái bộ phim gọi là In 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 Time Time, có buồn làm mà xem bộ phim đó của nước ngoài đóng, của Mỹ đóng, Hollywood đóng. À, cái bộ phim nó nói về In Time, tức là cái bộ phim nó quy ra thời gian chính là cái mạng sống luôn, hết thời gian là chết, à, còn thời gian là sống. À, và cái bộ phim nó diễn tả đúng như trong cuộc sống của chúng ta. À, nghĩa là bạn đi làm thì ông chủ thay vì ông trả tiền thì bây giờ ông chủ trả bằng thời gian. À, cái bạn còn cái người chủ thì họ mà ông muốn sống á thì ông gì, bạn bạn phải làm cho ông. À, ông trả một cái thời gian cho bạn, ông lại, nên cái ông chủ là người sống rất là dai, ông dư thời gian, ông có một đống thời gian luôn, ông thời gian ông nhiều kinh khủng. Tại vì sao? Ông lời thời gian ra, ông lời thời gian rất là nhiều. Trong coi trong bộ phim đó các bạn mới hiểu là ồ, thời gian nó rất là quý. Nếu mà quy thời gian bằng cái mạng sống thì đúng là thời gian nó rất là quý. Ok, người nào mà đi mượn thời gian của người khác là chúng ta, cái cuộc sống ta nó càng ngắn lại. Các bạn hình dung chưa? À, và các bạn đi mua đồ, các bạn cũng mua bằng thời gian. À, ví dụ mua một món ăn thì quy ra bao nhiêu thời gian 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 đó, các bạn hình dung chưa? Và lúc này các bạn mới thấy rằng là cái thời gian nó quý kinh khủng được.
Và dĩ nhiên là cái cách mà người chủ họ sử dụng thời gian á, nó rất là tuyệt vời. Họ sử dụng toàn bộ thời gian đó họ làm những việc cho cuộc đời của họ. Họ sử dụng thời gian đó họ xây dựng công ty, họ sử dụng thời gian để họ xây dựng cái thương hiệu của họ, họ sử dụng thời gian để họ họ ra những cái sản phẩm để đời. Họ sử dụng thời gian cho gia đình họ. Còn chúng ta đi làm công thì chúng ta sử dụng thời gian của chúng ta để chúng ta làm cho ông chủ. Mình hay nói câu là nếu bạn không có mục đích và mục tiêu cho cuộc đời của mình thì bạn sẽ trở thành kế hoạch và mục tiêu của người khác. Cái đó là điều chắc chắn rồi. Vậy thì có một số người họ cứ họ suy nghĩ, họ nói, họ lý luận những cái câu mà nghe cũng rất là vui. Ví dụ như là họ nói rằng là ra làm công cũng là làm chủ. Dĩ nhiên khi cái người chủ họ ra họ làm kinh doanh rồi á thì họ như thế nào, họ 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 phải có những cái cách nói chuyện để bạn biết rằng ở đây là chúng ta đang nói thực tế với nhau. Còn các người chủ họ luôn có những cái bài marketing để họ nói với nhau rằng bạn cũng là làm chủ công ty này. Tất nhiên ví dụ mình ví dụ đi mình ví dụ một cái mô hình đó là công ty đa cấp, công ty kinh doanh đa cấp, các bạn biết biết là gì. Ở đây mình không có nói góc độ là công ty đa cấp tốt hay xấu, bởi vì mình không có cái thẩm quyền đó để mình đánh giá họ. Nó tốt hay nó xấu mình không có bàn. Ở đây mình ví dụ như nếu mà bạn đang đi làm cho công ty đa cấp thì các bạn nghĩ là các bạn đang là gì ở trong đó, có phải là bạn đi bán sản phẩm cho cái công ty đó đó, nghĩa là cái người chủ mà họ tạo ra cái công ty đa cấp đó, các bạn hiểu không, họ đang sử dụng thời gian của bạn để đi bán hàng cho họ suốt 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 ngày, bạn đi ra sản phẩm của họ mà, rồi tiền về ai thu, ông chủ ổng thu hết rồi, ổng mới trả lại cái phần hoa hồng cho bạn thôi. Thì bạn như thế nào, bạn chỉ là một cái nhân viên kinh doanh hoặc là một cái nhà phân phối của cái công ty đó thôi, chứ bạn không phải là chủ doanh nghiệp, cái thương hiệu đó đâu phải là của bạn. Các bạn sản phẩm đó cũng đâu phải là sản phẩm của bạn, bạn muốn có bạn phải bỏ tiền ra bạn mua, rồi bạn đi bán lại, mà bạn mua về bạn bán lại bạn chết đó. Ok, suốt ngày bạn 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 đi ca ngợi cái thương hiệu đây, thương hiệu đó không phải là thương hiệu của bạn, thương hiệu của ông chủ đó. Các bạn hiểu rồi, các bạn phải nhận ra cái điều điều đó, nghĩa là mình nói hồi nãy cái ý trên mình nói rồi, cái người chủ khi họ làm được họ không có làm một mình, họ sẽ tạo cho nhiều người làm cùng chung với họ, và khi mà họ muốn tạo cho làm chung họ có những cách nói chuyện để thuyết phục bạn. Bạn hình dung chưa, thì từ khi mà mình ngộ ra con đường kinh doanh và mình làm kinh doanh cho tới nay cũng được 20 mấy năm rồi, thì mình luôn chia sẻ cái điều này đến với rất là nhiều người, và mình mong muốn rằng chúng ta hãy ra làm kinh doanh. Vừa rồi mình đi một vòng ba nước, dĩ nhiên các nước này mình đi nhiều lần rồi, nhưng Myanmar, anh quên Singapore mình đi đâu có hơn 20 lần, đi nhiều lắm rồi. Năm nay mới vừa đi tháng 5 vừa rồi luôn. Malaysia thì mình cũng đi đã lần thứ ba rồi, và đặc biệt là Indonesia, cái khu đảo Batam này thì mình đi lần thứ hai. Thì đi nơi đâu cả ba nơi này, và Thái Lan mình đến cũng vậy, những cái đất nước Lào, Campuchia đến cũng vậy, thì cái người Hoa họ vẫn là người làm chủ về kinh tế, họ luôn làm ăn rất là giỏi. Cái người Hoa họ đi đâu họ cũng là làm về kinh tế và họ làm ăn rất là giỏi. Thì bản thân mình phát hiện điều này rất là lâu, và bản thân mình cũng luôn hỏi tại sao người kinh của mình, người Việt của mình lại không làm chọn làm kinh tế nha nhỉ. Và đó là lý do mà mình cũng từ năm 2009 tới giờ mình cố gắng mình ra mình chia sẻ trong cái khả năng của mình thôi, cũng như trên đoạn video này mình chia sẻ với các bạn, mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm, những cái gì mình hiểu biết, mình em hiểu để gì, để người Việt chúng ta càng ngày càng có nhiều người ra làm kinh doanh hơn. Đi đâu dù chúng ta sống là bất kỳ nơi đâu trên thế giới, chúng ta vẫn cứ là người làm kinh doanh và làm kinh doanh giỏi. Người Hoa họ đi đâu khắp thế giới này, họ cũng là người làm kinh doanh và họ kinh doanh cái họ giỏi ở tại cái nơi họ họ sống sống đó. Cái lợi thế sau á, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều cái lợi thế số 5 á, mình sẽ chia sẻ bạn nhiều hơn về cái chủ đề là tại sao chúng ta phải làm chủ kinh doanh này này. Tại sao chúng ta phải chọn làm kinh doanh, và mình sẽ tâm tư, mình chia sẻ, mình tâm sự bạn nhiều hơn là tại sao mình chọn cái sứ mệnh là mình đi giúp rất là nhiều bạn phải đi ra làm kinh doanh. Và cái buổi sáng hôm nay nếu mà bạn nghe mình chia sẻ cái điều này, nếu mà bạn nhận ra được bài học gì đó, bạn giữ được thì nó rất là tốt.
bài học mà nhận được mỗi ngày nó rất là tốt. Và nếu mà bạn thấy nó không có nhận được cái gì điều đó thì bạn ghi, bạn để trong lòng, bạn đừng có cầm lên bực mình rồi gì cho nó mệt hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì dù bạn có cầm lên bực mình hay bạn không bực mình thì rồi mình cũng vẫn cứ nói và mình vẫn cứ làm. Bởi vì mình làm cái này nó đã 8-9 năm nay rồi chứ không phải bây giờ. Và mình tin rằng bạn nhận ra một điều gì đó để các bạn thay đổi ra làm kinh doanh đi, và bạn đã làm kinh doanh được thì bạn sẽ giúp nhiều người chung quanh bạn làm kinh doanh nữa. Cái điều này nó luôn luôn tốt cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày rất